Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Linh Pao đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Hiện nay thì nhu cầu mua sắm điều hòa là một nhu cầu thiết yếu đối với mỗi gia đình, và việc lựa chọn một chiếc điều hòa thì cũng không còn quá khó khăn như ngày trước nữa, bởi vì trên thị trường đã có khá là nhiều những mẫu mã cũng như là những hãng nổi tiếng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng cảm thấy dễ dàng khi phải chọn lựa một chiếc điều hòa mà vừa hợp lý túi tiền lại vừa hợp lý về tính năng sử dụng. Và trong ngày hôm nay thì Linh Pao sẽ chỉ ra 5 điểm tối quan trọng khi mà chúng ta chọn mua một chiếc điều hòa. Điều đầu tiên cũng như là điều quan trọng nhất đó chính là phải lựa chọn một chiếc điều hòa phù hợp với công suất. Dựa vào độ rộng căn phòng mà bạn có thể chọn được công suất phù hợp để tránh lãng phí cũng như là tốn kém khi mua một chiếc điều hòa có công suất quá lớn hay một chiếc điều hòa quá nhỏ sẽ không thể làm mát trong một căn phòng quá rộng. Công thức tính công suất điều hòa chủ yếu dựa vào diện tích, thể tích không gian căn phòng cần làm lạnh. Ta có thể áp dụng công thức 1m2 x 600 BTU, trong đó BTU là đơn vị nhiệt của Anh, được dùng để đo công suất của điều hòa. Sau khi tính được căn phòng của bạn cần điều hòa có công suất bao nhiêu BTU thì hãy lựa chọn chiếc thích hợp nhé. Yếu tố thứ hai cũng khá là quan trọng khi các bạn lựa chọn một chiếc điều hòa ở trên thị trường hiện nay, đó chính là tính năng tiết kiệm điện. Thông thường thì các điều hòa ứng dụng công nghệ inverter thường tiết kiệm điện năng, tuy nhiên thì điều hòa ứng dụng công nghệ này sẽ có giá thành cao hơn so với loại điều hòa không có công nghệ inverter. Tuy nhiên thì nếu tính toán cho việc lâu dài thì lựa chọn mua một chiếc điều hòa ứng dụng công nghệ inverter để tiết kiệm cho tương lai là một điều hoàn toàn sáng suốt. Chính vì vậy nếu dư giả hoặc có thể cố được thì các bạn hãy cố gắng mua một chiếc điều hòa để có thể hỗ trợ công nghệ inverter nhé. Điểm thứ ba mà các bạn cần lưu tâm đó chính là về thương hiệu. Hiện nay đã có khá nhiều những thương hiệu điều hòa nổi tiếng trên thế giới như là Samsung này, Daikin hay Panasonic, và mỗi hãng điều hòa đều có những ưu điểm và nhược điểm mà các bạn cần phải lưu ý khi lựa chọn mua một chiếc điều hòa. Mình đã có một video cụ thể để chia sẻ ưu nhược điểm của từng hãng điều hòa. Các bạn có thể xem kỹ hơn tại đường link mà mình đã để ở bên dưới nhé. Tiếp đến đó chính là về tính năng của sản phẩm. Trước khi mà chọn mua một chiếc điều hòa thì các bạn cần phải xác định rõ những tính năng mà các bạn cần trên một chiếc điều hòa để phục vụ cho gia đình của mình. Bên cạnh tính năng là làm mát và điều hòa không khí thì các tính năng khác như tiết kiệm năng lượng hay khả năng lọc không khí, khử vi khuẩn nấm mốc cũng như là bảo vệ sức khỏe là những điều mà các bạn cần phải quan tâm khi chọn mua điều hòa trên thị trường hiện nay. Và điểm cuối cùng các bạn cần phải lưu tâm khi chọn mua một chiếc điều hòa đó chính là lắp đặt, chế độ bảo trì, bảo dưỡng cũng như là bảo hành của chiếc điều hòa mà các bạn mua. Nếu lắp đặt không đúng với kỹ thuật thì máy sẽ không hoạt động tốt hoặc có thể không mát. Còn nếu lắp đặt sai với quy tắc thì có thể làm cho máy bị hư hỏng và thậm chí tiêu tốn điện năng còn có thể nhiều hơn. Ngoài ra thì bảo hành cũng như là bảo dưỡng điều hòa sẽ vô cùng quan trọng, bởi vì nếu được bảo dưỡng và làm vệ sinh thường xuyên khoảng 6 tháng một lần thì tuổi thọ của điều hòa của bạn sẽ được tăng lên đáng kể, cũng như giúp cho máy chạy tốt hơn, tránh được nhiều rủi ro trong quá trình sử dụng. Về chế độ bảo hành thì mỗi hãng điều hòa sẽ có những chế độ bảo hành khác nhau, và nếu mà thời gian bảo hành dài hơn không có nghĩa là những chiếc điều hòa của chúng ta sẽ kém bền hơn, mà nó sẽ để lại sự an tâm hơn cho khách hàng. Trước khi mua điều hòa, các bạn hãy cân nhắc giữa thời gian bảo hành của điều hòa cũng như khả năng hỏng hóc của chiếc điều hòa bằng cách hỏi người thân hoặc những người đã từng sử dụng chiếc điều hòa đó trên Internet. Như vậy vừa rồi mình vừa chỉ ra cho các bạn 5 điểm quan trọng mà các bạn cần lưu ý khi chọn mua một chiếc điều hòa trên thị trường hiện nay, và hy vọng rằng những điều này sẽ giúp cho các bạn có thể mua được một chiếc điều hòa phù hợp nhất đối với túi tiền cũng như là nhu cầu sử dụng của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À, đừng quên là hãy để lại một like cũng như là một sub để ủng hộ VN Review nhé. Bye bye.